Bộ phim giúp trưởng thành Harry Won nên duyên được tái hiện ở bước nhảy ngàn cân. Thí sinh Huỳnh Hiếu đã tái hiện lại bộ phim Bệnh viện ma tại sân khấu bước nhảy ngàn cân tập 9. Tối 29 tháng 10, bước nhảy ngàn cân tập 9 đã diễn ra những tình tiết gay cấn khi mang đến chủ đề thần tiên và ác quỷ. Top 4 Nhất Thống, Thục Ân, Quang Duy và Thanh Huyền đều mang đến những tình huống nhuộm màu kinh dị khiến giám khảo Hồng Vân, Việt Hương, John Huy Trần lẫn khán giả thót tim. Trong đêm thi ở chủ đề Halloween, nam thí sinh nặng nhất nhà chung, Huỳnh Hiếu đã cùng biên đạo Trúc Anh hóa thân thành bộ phim Xe Duyên Trứng Thành và Harry Won, đó là Bệnh viện ma. Huỳnh Hiếu đem bộ phim Bệnh viện ma lên sân khấu, đây là bộ phim giúp Trứng Thành và bà xã bén duyên. Trước nỗ lực tái hiện bộ phim này, nhưng các giám khảo chỉ đánh giá cao Huỳnh Hiếu ở biểu cảm. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thẳng thắn nhận định Hiếu chưa vượt qua được chính mình. Trong bài thi đầu, Huỳnh Hiếu và Vũ Công Nhí Thảo Vi đã tái hiện lại bộ phim Đình Đám Trường Học Quái Vật. Dù thể hiện lại các bộ phim nổi tiếng, nhưng Huỳnh Hiếu gây tiếc nuối khi bị loại. Tuy nhiên, giám khảo Việt Hương vẫn tuyên bố anh có một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Trong khi đó, Thục Ân chứng tỏ biệt tài biến hóa khôn lường khi kết hợp cùng Vũ Công Nhí Lai Ba Dòng Máu Kevin biểu diễn một phiên bản ngoại truyện ma. Cô còn làm nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, danh hài Việt Hương, John Huy Trần rợn tóc gáy với hình tượng hề của bộ phim nổi tiếng IT và giành điểm 10 từ John Huy Trần. Cũng giành được điểm 10 như Thục Ân là Quang Huy, bắt cặp với bé Gia Hào, con nuôi của Việt Hương, đội của Quang Duy đã dựng lại hình tượng cậu bé gỗ nói dối, Pinocchio. Trong phần thi thứ hai, các giám khảo đã phải thốt lên khi Quang Duy và biên đạo Ngọc Anh quá xứng đào xứng kép, không chỉ ở khả năng vũ đạo mà còn về hình thể. Luôn duyên dáng trong các hình tượng phụ nữ chính là Nhất Thống, chàng trai nặng thứ hai của cuộc thi, anh hóa thân thành Bạch Tuyết lẳng lơ, tinh xảo nhằm hạ độc mộ phù thủy. Ở phần 2, Nhất Thống hóa thành vô diện, nhưng bậc hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, nào ngờ chính vô diện đã bị oan hồn thiếu phụ Huỳnh Mến ám ảnh lại. Bà mẹ một con Thanh Huyền lại lọt tớp nguy hiểm. Trong bài thi đầu, Thanh Huyền hóa thân thành mụ phù thủy độc ác của phim 1001 con chó đớm. Tiếp đó, mặc dù đôi chân đầy sẹo bầm, Thanh Huyền vẫn cùng Đình Lộc quay cuồng với cốt truyện The Ring từng gây chấn động thế giới. Khép lại bước nhảy ngàn cân tập 9, tập bán kết sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật 5 tháng 11 trên kênh VTV3. Bị ném đá vì nhắc lại chuyện tình cảm với Công Phượng, Hòa Minzy đăng đàn phản pháo. Hòa Minzy khẳng định cô không hề muốn nhắc lại chuyện tình cảm với Công Phượng để nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi như nhiều người vẫn nghĩ. Mới đây, Hòa Minzy đã gây chú ý khi bất ngờ nhắc lại chuyện tình cảm với Công Phượng trong buổi phỏng vấn cho một trang tin điện tử. Lần đầu tiên, Hòa Minzy tiết lộ cô và Công Phượng hết yêu, không phải vì những áp lực trong sự nghiệp mà nam tiền đạo mới là người nói chia tay trước. Theo Hòa Minzy chia sẻ, một ngày cô bỗng nhận được tin nhắn từ Công Phượng với nội dung: "Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt, nhưng mà anh không muốn ồn ào." Trước tin nhắn của Công Phượng, Hòa Minzy đã trả lời người yêu cũ: "Em chưa đồng ý chia tay, em không muốn nói chuyện của mình như trò tình cảm con nít. Em yêu và chia tay rất rõ ràng. Nếu anh quyết định chia tay em, thì mình chia tay luôn, chứ không có nói chia tay xong rồi quay lại." Vì chưa chấp nhận được nên trong suốt 2 tháng sau đó, nữ ca sĩ vẫn đều đặn lúc 20:30 mỗi ngày nhắn tin "Em nhớ anh" gửi đến người yêu dù không được Công Phượng hồi đáp. Ngay sau khi tiết lộ câu chuyện này, Hòa Minzy đã chịu nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Rất nhiều ý kiến cho rằng cô đang cố khơi gợi lại chuyện cũ để lợi dụng đánh bóng tên tuổi. Trước quá nhiều phản ứng tiêu cực, Hòa Minzy đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân để phản pháo. Cô khẳng định không hề muốn lợi dụng chuyện tình cảm cũ hay trách móc ai, vì chỉ đơn giản là để một lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười. 29 tháng 10, 2017, thương gửi quý khán giả. Nói về những điều đã trôi qua, vì biết đến cuối cùng sẽ không có ai ngoài mình bảo vệ mình thay mình. Có thể anti-fan không cần, nhưng ít nhất là vẫn cần có một câu trả lời dành cho fan của tôi, dành cho những thắc mắc mà bao người luôn bên tôi cũng muốn biết mà chưa từng dám hỏi. Cuối cùng thì không phải muốn khơi lại nó lên, không phải muốn lợi dụng nó, không phải muốn trách móc ai, càng không phải không tôn trọng kỷ niệm, chỉ đơn giản là để một lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười nhé. Nào giờ, hít một hơi thật sâu và thở một cái thật dài nào fan ơi. Hòa sẽ ngẩng mặt lên tự tin mở lòng để sống trọn với những điều tuyệt vời ở hiện tại. Hay nói đúng hơn là sẽ sẵn sàng yêu như chưa từng được yêu. Tất cả những gì có thể, chắc có lẽ sẽ giải thích hết rồi. Không tin thì vẫn có thể tiếp tục không tin. Nhưng đừng ăn mày quá khứ, làm ảnh hưởng đến người Hòa chọn trong hiện tại nhé.
Hòa giỏi chịu đựng nhưng cũng giỏi bảo vệ người mình yêu lắm, Hòa Minzy biết. Trước đó, chuyện tình cảm giữa Hòa Minzy và Công Phượng nhận được rất nhiều sự theo dõi của công chúng. Một thời gian dài, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh bị cộng đồng mạng ném đá vì nghĩ rằng cô muốn dùng chiêu trò tình cảm để PR bản thân. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn mạnh mẽ nắm chặt tay nhau vượt qua nhiều sóng gió. Đầu tháng 6 2016, nhiều người nghi ngờ tình cảm của cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt khi phát hiện Công Phượng xóa theo dõi Hòa Minzy trên trang Instagram. Và chỉ sau đó không lâu, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Lộ thêm loạt ảnh quá khứ bị nghi trước khi phẫu thuật của Hoa hậu Đại Dương, tắm cuối sóc tận ốc. Vừa lên ngôi Hoa hậu Đại Dương đã chịu phải bú rìu của dư luận vì nhan sắc như phẫu thuật hỏng. Vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao khi nhận thấy nhan sắc gây hoang mang của tân Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh, 22 tuổi quê Tiền Giang. Đôi môi sưng phều của cô trong đêm chung kết khiến cô bị nghi ngờ đã bơm môi. Sau đó, tân Hoa hậu đã thừa nhận rằng mình đã phẫu thuật nâng mũi, nhưng đã rút sụn mũi ra trước khi tham gia, còn đôi môi là hoàn toàn tự nhiên. Dù vậy, vẫn rất ít người tin vào lời thú nhận của Lê Âu Ngân Anh và đào mộ ảnh quá khứ của cô. Nhìn loạt ảnh quá khứ bị nghi của tân Hoa hậu, ai cũng phải ngỡ ngàng. Lê Âu Ngân Anh đăng quang nhưng không thuyết phục vì gương mặt bị cho là phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Nhất là đôi môi sưng bị chê thẩm tệ. Chưa kể phần ứng xử của cô còn ấp úng không được như những thí sinh khác. Trước đó, đầu năm, Lê Âu Ngân Anh cũng tham gia Hoa khôi du lịch Việt Nam nhưng lại có gương mặt hoàn toàn khác. Nhan sắc thật của cô khi bị chụp trộm, có thể thấy môi của Ngân Anh vẫn chưa tều như hiện tại. Ngân Anh trong phần thi bikini của Hoa khôi du lịch, được Võ Hoàng Yến chỉnh sửa tóc cho phần thi áo tắm. Ảnh sau khi được photoshop của ban tổ chức. Lê Âu Ngân Anh tại đêm thi bán kết Hoa khôi du lịch. Hình ảnh được cho là Lê Âu Ngân Anh trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Nếu đây đúng là sự thật với khuôn mặt thế này, khó ai tin được sẽ đăng quang một cuộc thi có tiếng như Hoa hậu Đại Dương. Suốt ngày diện nội y họ lấy họ để, Ngọc Trinh cũng phải sốc vì bị người khác nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời. Nữ hoàng nội y không nhịn được phải lên Facebook đăng hẳn status gây choáng. Được mệnh danh là nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh khiến người xem bội thật với những hình ảnh hở bạo khoen đường cong nóng bỏng. Trong tất cả các sự kiện, người đẹp luôn trở thành tâm điểm truyền thông khi diện những bộ trang phục cắt xẻ quá tay mà không phải mỹ nhân nào cũng dám mặc. Và đôi khi trong những khoảnh khắc hở hang kém duyên của Ngọc Trinh cũng nhận về hàng loạt gạch đá chỉ trích từ khán giả khó tính. Mới đây, chân dài Venus gây bất ngờ khi chia sẻ lời nhận xét của người hâm mộ được gặp cô nàng ở ngoài đời. Cụ thể, người đẹp Trà Vinh cho biết, dạo này gặp nhiều người mới xung quanh thì nghe người ta nhận xét về mình vậy nè. Ai cũng nói sao ở ngoài, mình không giống như họ tưởng tượng gì hết trơn. Trước giờ theo họ được biết và đọc trên báo thì đa số ai cũng nghĩ mình là một nữ hoàng nội y, sexy gợi cảm. Rồi mặc đồ sang trọng kiểu cách như đi dự event, cho tới khi gặp ngoài đời thì họ nói trời ơi, sao ở ngoài nhìn trẻ trung nhí nhảnh và năng động quá vậy. Kiểu họ không tin là cùng một người cho đến khi họ gặp mình và biết mình. Một người trên báo thì sang chảnh quá, ai dè ngoài đời đơn giản không cầu kỳ chút nào. Mặc đồ thì lại kín đáo nữa, nghe mà thấy thích gì đâu á. Cô nàng phỏng mũi vì được người khác nhận xét trẻ trung, nhí nhảnh và kín đáo ở ngoài đời. Ở phía dưới, nhiều người từng gặp Ngọc Trinh ở ngoài đời cũng khẳng định nữ hoàng nội y dễ thương, thẳng thắn, hòa đồng, đến mức ngỡ ngàng. Ngọc Trinh đốt mắt người xem mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Hở hang khoe da thịt tối đa, cứ tưởng như đã thành thói quen và sở thích của người đẹp sinh năm 1989 này. Cô nàng không ngại chụp những bộ ảnh mặc mỗi nội y xuyên thấu. Gợi hết quần áo để lộ rõ từng ngóc ngách cơ thể cũng không phải là việc gì quá ghê gớm đối với Ngọc Trinh. Một người sexy họ lấy họ để mỗi khi đi sự kiện, nhưng ở ngoài đời Ngọc Trinh lại gây bất ngờ vì ăn mặc kín đáo và giản dị. Đi siêu thị cùng mẹ, nữ diễn viên vòng eo 56 chỉ diện quần jean áo phông trắng trẻ trung. Giày cao gót được thay thế bằng đôi giày thể thao năng động. Ngọc Trinh còn được nhận xét là dễ gần, hòa đồng và nhí nhảnh, khác hẳn với hình ảnh sang chảnh lạnh lùng trên mặt báo. Phan Thành vừa có tình mới, Miyu bất ngờ treo status lạ, tiết lộ lời nói trước khi chia tay. Dòng chia sẻ của Miyu trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước tin đồn Phan Thành có người tình mới. Kể từ sau khi chia tay Miu, thì đây là lần đầu tiên Phan Thành công khai tình tứ bên một cô gái khác lên trang cá nhân. Mặc dù anh chàng vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này, nhưng thông qua những bài đăng khá trùng hợp của hai người, nhiều khán giả càng có cơ sở để khẳng định nghi vấn này là thật. Trong khi Phan Thành bị nghi có tình mới, thì mới đây Miu bất ngờ đăng tải dòng status lạ và khá dài trên Facebook cá nhân. Miu chia sẻ ngày xưa, khi chia tay có người đã nói với mình rằng nếu không phải là em, cả đời này anh không thể yêu ai khác. Điều anh sợ nhất sau chia tay là gì em biết không? Là một ngày vô tình đọc báo thấy tin em công khai có bạn trai mới, chắc anh sẽ không thể chịu nổi. Phụ nữ thường dằn vặt lâu, bởi có mạnh mẽ đến đâu cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu lặng lẽ khóc thầm cũng sợ người vì mình đánh rơi một giọt nước mắt. Còn đàn ông thường nhanh quên, bởi dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút. Vốn dĩ khác nhau nên không thể cùng nhau đi trên con đường. Dẫu vậy, thật tâm mong người hạnh phúc và trân trọng những người bên cạnh. Yêu là bản năng nhưng từ bỏ luôn cần một bản lĩnh. Dù không trực tiếp đề cập tới người nào, nhưng không ít cư dân mạng cho rằng Miu đang ám chỉ tới tình cũ Phan Thành. Ngay khi vừa đăng tải, dòng chia sẻ của Miu nhanh chóng nhận được sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Ở phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời an ủi và động viên Miu sớm tìm được hạnh phúc mới. Miu và Phan Thành vốn là một cặp đôi đẹp của làng giải trí. Cặp đôi đã bí mật tổ chức lễ đính hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi khi loạt tin nhắn tình cảm giữa Phan Thành với hot girl 17 tuổi Thúy Vi bị rò rỉ. Sau khi đăng tải hình ảnh tình tứ với một cô gái, thì cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được thông tin của người mà Phan Thành ôm. Cô gái xinh đẹp có tên là Trương Minh Xuân Thảo, hay còn gọi là Rimmy Trương. Sinh năm 1992 trong một gia đình rất có điều kiện. Không chỉ bởi tin đồn hẹn hò cùng Phan Thành, Trương Minh Xuân Thảo cũng từng được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ khi là một cô gái xinh đẹp có học thức và giỏi giang.